Thôi tên là ông tuổi, chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ quay cho mấy cái con vật dễ thương này cho các bạn xem nha. Đó, đi đây. Đây, nằm xuống đi, nằm xuống đó, nằm xuống cho con bú đi, nằm xuống đây. Đó, ăn chân ra coi. Rồi à, xem nè đó, nào thấy không đó, có bạn hỏi mình đó là gì, đợi bán mấy con mèo xong đã mới mua mấy cái con này về nè. Đó, hôm nay mình quay cho các bạn xem lại nè, coi nó có cắn không này đó. Cái dòng dòng này á là mèo nó không có ăn nha các bạn. Đó, nhà mình này mèo cơ. Đó. À, thấy không? Đó. À, thấy không? Ai mèo mẹ đây, mèo mẹ chặt quá. Không, không đâu ba, con mèo con nó thích ở với mèo mẹ. Không có cào chuyện hai nha. Sẽ cho chim ăn. Lên lên ăn đi. À, lên lên ăn cơm, lên ăn cơm, lên nhanh lên. Con mày. Đây. Rồi sáng nay rất là nhiều bạn xin số tài khoản của mình nhưng mà chưa chuyển khoản cho mình nha. Rồi, nhiều bạn cứ sợ là lừa đảo nha các bạn. Buôn bán hơi bị uy tín luôn đó. Rồi cho mẹ mẹ ra ngoài đây, mẹ ra ngoài chặt chội quá rồi.
Rồi. Ăn no rồi, ra vào đây. Rồi, quay cho các bạn xem một tí về đây nha.